nhiều ngày qua tại bờ biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên và biển Thạch Bằng, Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, do biển động, thủy triều đổi dòng khiến hàng tấn sò tím bị đánh giạt vào bờ. Người dân nơi đây đã đổ xô ra nhặt và cho rằng đó là lộc biển. Rất đông người dân địa phương huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đổ xô ra biển mang theo các dụng cụ để nhặt sò tím. Sò đa phần đã chết há miệng, nhiều con bị buông ruột ra, chất thành đống. Trung bình mỗi người dân đi bắt được khoảng 40 kg sau khi phân loại còn khoảng 15 đến 20 kg con tươi à, đem về làm thực phẩm hoặc nhập cho thương lái ngay tại bờ biển với giá 20.000 đồng một kg. Không chỉ ở trên bờ bắt những con đã bị sóng đánh vào, nhiều người mang theo vượt sắt lội ra biển cách bờ khoảng 20 m sâu từ 50 đến 70 cm để vớt sò. Theo người dân xã Cẩm Nhượng, sò tím sống cách bờ biển khoảng 10 hải lý thường xuất hiện vào dịp đầu và giữa năm. Nhiều ngày qua do biển động, thủy triều đổi dòng cuốn sò giạt vào. Đây cũng là lần đầu tiên sò tím trôi giặt và vờ ở vùng đất này.